chết rồi, anh đáp đất. Ui, con mèo. Tôi chơi mèo. Nè, chạy đi nè. Chạy quá đi nè. 314-159-26535-89793. Thôi đi về. Mệt quá à. Bà cho cái này á hả? Ngồi đen ngồi đây đi. Ngồi lùi móc lại sau đi nữa. Rồi, chúng ta bắt sẵn đây rồi. Ôi, đi nẻ thôi nha. Chúng mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ này hết rồi, tất cả mọi người đều đúng. Và hiện tại thì Vicky Nhung do chắc là chơi lần đầu nên là mặt người đầu tiên nữa, đúng không? Nên chưa có kinh nghiệm, đã bị trật và chấn thương. Rồi bây giờ đã đang được ekip đưa vào bệnh viện để mà chữa trị. Nhưng mà không sao đâu, cố lên mọi người ơi. Mình còn hành trình còn rất là dài. Không sao đâu Vicky Nhung à. Ở đây 5 người này sẽ cố gắng thay cả phần Vicky Nhung nếu mà Vicky Nhung không có thể quay lại nha. Phải quay lại chứ lộn. Quay lại. Trời chuyện nhỏ ba rưỡi đi mà. Sao mọi người thấy sao? Sao là sao? Cảm giác. Ủa? Ôi. Okay. Ôm sao rồi? Sao rồi? Vicky sao rồi? Hiện tại bây giờ là dơ ra được đến đây này. Chứ tí nữa là nó là nó đau. Không phải. Nhưng mà bây giờ đều bị đau bên trái hả? Bên phải còn ngon không? Này đang có ý định gì đúng không? Cho hai bên nó đều nhau. Nhưng mà bên này thì bây giờ cứ để như này thì chắc là không sao. Tối nay vẫn phải được. Ok, yo. Bây giờ ấy, là chúng ta sẽ đi về thôn Hồng Hải để chăn bò, mọi người nhớ không? Có nhớ tí gì không? Không. Mãi nhớ mấy cái con số nhớ. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi chăn bò nha, tiến đi em nhưng mà nói chung là mọi người cũng cố gắng gánh giùm Vicky một số những công việc, nói chung Vicky chỉ có thể đi làm cảnh kiểu như muối như thế thôi nhưng nó không chăn được đâu. Đi. Đi. Okay. Đi ra đi. Em nói nghe này. Cái chặng đường của mình bây giờ nó còn dài lắm, hay mình chơi một trò chơi gì đó đi. Chơi gì đó. Hát nói chữ á. À, hát nói chữ, cái này em chơi được nè. Đó, chơi cho nó vui. Ây da, thế nhưng mà ai thua sao? Ai thua sẽ được vẽ lông mày cho Lily. Ai thua thả xuống dưới đây nè. Cho đi bộ về. Không có vui. Vui thôi. Mình phải tăng độ khó của game. Thôi bây giờ mình chơi trò đi chợ đi. Đi chợ đi cho vui. Đi chợ mua quạt. Rồi tới Lily kìa. Tới Lily. Mua gì cơ? Chị không nghe có người la trong tay. Đi chợ mua quạt. Quạt đó hả? Rồi trước mặt bán là cây quạt cho nên là bán cái quạt. Rồi Lily. Đi chợ mua quạt.
mua khăn. Rồi. Đi chợ mua quạt, mua khăn, mua móc. Anh rồi con. Chợ mua quạt, mua khăn, mua móc, mua túi. Đi chợ mua quạt, mua khăn, mua móc, mua túi, mua quần. Đi chợ mua quạt, mua khăn, mua móc, mua túi, mua quần. Bà coi. Không mua gì nữa hả? Không, anh mua rồi mà. Em bị gì hả? Đúng rồi. Em bị gì hả? Tưởng là xong rồi, tưởng xong được mình rồi đó. Rồi, đúng rồi. Ok, bà cười cho vòng 1 phút. Con được nghỉ. Bấm giờ, ai bấm giờ? Không, 30 giây thôi mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu là giờ đang là 22 nha. Rồi cười tới 23. Cười lấy. Chưa này nó nãy là 22 nhảy qua 23 liền, bác cười tới 24. Khóc luôn rồi. Chưa hết giờ. Chưa hết giờ. Nó lâu vậy. Một phút mà lâu quá vậy. Rồi hết giờ, ok. Một phút dài nhất mọi người. Thế có một lần chơi trò mà mình cứ giơ máy quay lên đứa nào mà cười trước nữa. Cái gì vậy? Chơi tiếp cho em chưa? Chưa gỡ lại hả? Rồi ok, bây giờ lên level 2 nha. Bây giờ là 2 chữ, mua món 2 chữ. Rồi, bắt đầu. Đi chợ mua cái quần. Rồi. Đến em hả? Đi chợ mua cái quần. Mua cái xe. Hả? Chợ nào bán xe chị? Đúng à? Xe nhựa đó, xe nhựa. Cái xe. Rồi. Đi chợ mua cái quần. Mua cái xe. Mua cái áo. Rồi. Đi chợ mua cái quần, mua cái xe, mua cái áo, mua cái dù. Nó cười sao mà mua cái quần, mua cái áo. Sai đó. Sai rồi. Sai rồi. Thua. Rồi cười 1 phút đi mẹ. Thôi giờ đổi đi. Giờ khóc trong 1 phút đi. Ác quá không? Ừ, khóc hơi khó. Khóc rồi đâu. Bây giờ làm tiếng kêu của con heo trong vòng 1 phút. Con heo nào kêu vậy trời. Con heo phiên bản đổi nhật. Rồi tiếp đi, chưa hết giờ mà. Ừ, thế là con heo nó đang khạc rộng. Con heo đang khạc đàm. Con heo con gà thôi. Ôi đừng có nói, chưa hết giờ. Con là con gà thôi. Con này là con gì? Con này là con bò. Con bò. Khỉ. Con mệt mỏi quá. Con mệt mỏi quá. Rồi kêu như con cuốn trong đầu 1 phút. Rồi, thôi 1 phút rồi. Trời đất ơi. Mẹ có ông không? Rồi Hà đề 3 đi. Thôi khoan nói chứ chơi xong chưa, đuổi chưa? Mọi người không thấy đói à? Không. Em chưa phục vụ mà sao đói được mọi người? Em phải phục vụ đã chứ. Một cười một phút đồng hồ đâu phải là cái gì đâu nhỉ. Mọi người cười coi. Muốn lời cái nón ra ngoài luôn. Ui sổ coi. Ủa đây là hình phạt cho tất cả mọi người. Từ đâu là ủng hộ. Ơi, được 26 đây. Thôi nửa phút cầm lại cho hát này. Mắt miến cười.
Mọc mé đi, mọc mé đi cho rồi. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Okay, em thì kiếm, em tự nhiên em thèm phở bò quá. Mình kiếm chưa? Chỗ này ăn phở bò nữa. Em mà em có không có tiền mua. Em cảm giác còn không em có. Em kém cho người ta từng tháng này em được ăn. Ôi, giờ mình đâu có tiền đâu, đâu có tiền đâu. 300, 300. Đúng 300 không? Dạ, đúng 300. Tất tần tật còn 300 không ạ? Thôi, anh Long đi. Có thằng Long kìa. Thank you rồi kìa. Ghê mà. Mọi người. Đây là lâu nha mọi người nha. Có một cô gái đã đòi đến mức là lén lút. Ok ok đây liền. Tính cái là mỏng mỏng. Ai đâu đang đâu? Oh bẻ ra. Đúng rồi, xong rồi sẽ lột ra giống như lên bột cam vậy. Vâng thưa các bạn, sẽ không có chương trình cắt nào đó, các bạn đúng rồi. Kiến một màn make up siêu đẳng đến như thế này. Em nhìn tôi. Em bao lâu mày bao lâu? Em nhìn bao lâu rồi? Tính chưa? Em lộn em nó ra luôn á. Trên xe vẽ từng bên lông mày. Lộn ra nhiều luôn rồi. Rất là đỉnh. Rồi, xong rồi lột ra. Rồi. Đó, nắm lột ra vậy nè. Em có ai dạy cho mình không? Đây nó tươi lắm á. Ồ, tươi lắm á. Có ai đây bà dùng không thôi. Ơ, nhưng mà cho em mượn nên nó khó. Thì nếu em bỏ làm đôi thì cũng được. Bỏ làm đôi dễ hơn, đúng rồi. Bỏ làm đôi. Không phải lột. Wow. Cái nào mà Lily làm được những công việc cơ bắp? Ủa, anh Kim Hoàng hả? Anh không có nói anh nhìn mọi người ăn là anh no.